Bây giờ cô tạm giới thiệu một chút cái khái niệm không theo khoa học hiện đại. Ngày xưa thầy Thiền Chủ vẫn có giới thiệu cái quan điểm về không khi đối chiếu với khoa học. Thì cái quạt là một cái hạt nguyên tử rất là nhỏ và là một cái siêu hạt nguyên tử. Xem như là nó là một cái dạng vật chất nhỏ nhất trong cái thế giới vật chất. Đến năm 1995 thì các nhà vật lý đều công nhận trong một nguyên tử có tới 6 loại hạt quarks khác nhau. Và các nhà khoa học họ tạm đặt tên. Dĩ nhiên cái tên đó là tên tiếng Anh. Ở đây mình tạm dịch ra, nó có những cái vị trí tác động khác nhau. Cho nên tùy nơi cái vị trí của nó mà các nhà khoa học đặt tên. Lên hay xuống, hay là ở trên đỉnh hay dưới đáy, hay là sạc mà, hay là collage. Thì giờ tóm lại, khoa học nói rằng cái vật chất hay là cái thế giới vật chất hay là cái thân của con người, cái phần vật chất nhỏ nhất được đặt tên là cái quarks, là nó thực sự nó chỉ là cái khoảng trống không, tức là cái khoảng không gian trống không. Nhưng mà trong cái khoảng không gian trống không đó có một cái năng lực nó tác động hay là nó tương tác, tức là một cái năng lực động ở trong cái khoảng không gian trống không, đặt tên tạm là quarks. Như vậy, ngày xưa thầy Thiền Chủ tạm đối chiếu cái quan điểm tánh không ở trong Phật giáo, nó có thể tương tự như cái thấy về cái quarks của các nhà khoa học. Nó giống nhau ở chỗ là cuối cùng cứ phân tích hoài vật chất, phân tích ra nhỏ 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 từ từ, tới cuối cùng nó chỉ là cái khoảng trống không, không gian mà thôi. Thì nó cũng tương tự với cái khái niệm cái bản chất thật của thế giới vật chất là sự trống không. Tuy nhiên, ở trong cái thấy của Phật giáo, cái trống không đó không phải là một cái gì cứng chắc, bất động, mà nó có cái quy luật biến dịch, hay mình có khi mình gọi là quy luật vô thường nữa. Thì cái năng lực gì để kết hợp các điều kiện lại với nhau thì nó mới trở thành ra vật chất. Thì cái năng lượng biến dịch đó, xem như ở trong cái thấy của khoa học, nó cũng là cái năng lượng động ở trong cái quạt. Thì so sánh hai cái thấy này có thể là nó có cái sự tương đồng. Thì khi chúng ta muốn hiểu cái câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, mình cũng có thể giảng theo cái thấy thuần về bản thể của Đại Thừa, hoặc là chúng ta cũng có thể đối chiếu với cái thấy của khoa học thì nó cũng thích hợp. Tại vì khi phân tích vật chất ra từng cái phần tử nhỏ, rồi phân tích ra phần tử nhỏ nữa, cuối cùng không thể phân tích nữa được, thì cái đó chỉ là cái khoảng trống không thôi. Và nó có cái năng lượng để nó tương tác với nhau, để nó kết hợp lại các cái hạt vật chất nhỏ để trở thành nên hiện tượng thế gian. Đó là cô tạm giới thiệu thêm một chút
cái thấy về không ở trong khoa học. Thì trong Phật giáo có ba cái chủ đề được xếp là chân đế bát nhã hay là chân lý tối hậu, tức là ba cái sự thật cuối cùng á. Nói về mặt thiền huệ thì đó là không tánh, quyển tánh và chân như tánh. Còn nói về mặt thiền định thì có ba cái chủ đề này, là ba chủ đề của Đức Phật nêu ra, gọi là ba cửa giải thoát: không định, vô tướng định và vô nguyện định. Khi mình học, mình hiểu về không, về quyển hay về chân như, thì mình có một cái trí gọi là tuệ trí, tức là cái trí thông hiểu ý nghĩa của ba cái chủ đề này, thông hiểu cái cách thực hành để thể nhập ba cái chủ đề này, và cũng hiểu cái kết quả mình đạt được khi mình thể nhập ba cái chủ đề. Thì tất cả mọi cái sự hiểu biết về các chủ đề này gọi là cái tuệ trí. Nếu mình hiểu thông suốt về không thì mình có không trí. Còn nếu mình thể nhập không, tức là bằng định, bằng cái nhận thức không lời, thì gọi là không định. Còn không trí là nhận thức có lời về không, tức là cái trí tuệ nhận biết về không. Còn khi mình học về quyển, mình thông suốt thì mình có quyển trí. Còn khi mình thể nhập quyển bằng thiền định thì gọi là như quyển định. Cũng vậy, khi mình học hiểu tất cả về chân như thì gọi là chân như trí. Mà khi mình thể nhập chân như thì có mấy cái tên lực. Cái tên đầu tiên đó là chân như định. Cái tên ở trong Kinh Kim Cang thì vô trụ định. Còn ở trong ba cửa giải thoát của Đức Phật thì nó chính là vô tướng định. Còn trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì là nhất hạnh tam muội, tức là thể nhập chân như. Thì đây là ba cửa giải thoát mà Đức Phật dạy trong Kinh Nikaya: không định, vô tướng định, vô nguyện định. Như vậy chắc chúng ta cũng phân biệt được khi nào gọi là trí, khi nào gọi là định. Trí là cái chủ đề không, nó nội tại trong cái nhận thức có lời của mình. Còn khi cái chủ đề không nó nội tại trong cái nhận thức không lời thì gọi là không định. Đó. Một bên là nhận thức có lời, một bên là nhận thức không lời. Mà thực sự khi mình thể nhập được không, tức là không định, thì mặc nhiên mình đã hiểu biết tất cả liên quan đến chủ đề không, tức là mình đã có cái không trí rồi. Sau đó mình mới thể nhập không để mình có cái không định. Như vậy khi mình kinh nghiệm được cái không định thì mình có thể trình bày được tất cả mọi ý nghĩa của không và cách thực hành không và những cái kết quả của cái không định cho mình. Thì tất cả những cái điều đó mình có thể giải bày ra bằng lời. Thì đó mình gọi là cái không trí. Như vậy hễ có không trí thì sẽ dễ dàng có không định. Mãi có không định đúng thì mình phải có không trí. Như vậy giữa huệ và định nó đồng nhất với nhau, nó phải có. Không bao giờ có cái định mà không có cái tuệ. Nếu có định mà không có tuệ, không thể diễn bày ra được, có nghĩa là cái định này không đúng.
đây là cô chỉ đưa ra những cái khái quát thôi. Bây giờ cô nói đến tác dụng của không. Khi cái tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng ở trong cái định thì làm gì cái ngã có mặt. Cho nên xem như cái chủ đề không là thuốc giải độc cho cái bệnh ngã kiến, tức là nó tiêu diệt cái ngã của mình. Mình không có lời nói ra thì làm gì cái ngã có mặt. Cái ngã có mặt khi mình có suy nghĩ, có phân biệt so sánh, có nói thầm trong tâm, có nói ra thành lời, có hành động cử chỉ thì cái ngã nó mới xuất hiện. Còn khi hoàn toàn im bặt từ trong tâm thì cái ngã không có mặt. Quý vị thấy đó là một phương cách để kinh nghiệm vô ngã. Thì đây là thêm một vài cái lời nhắc nhở để mình hiểu và mình thực hành cho đúng. Thật sự, nói cách đơn giản, khi mình không có khởi niệm gì hết thì đó là cái trạng thái tâm trống không. Không là vắng mặt tất cả lời nói thầm trong não, chỉ có cái biết không lời. Này dễ quá ha. Thành thử ra mình muốn thể nhập không thì mình đi vào bằng cái biết không lời. Nhưng nếu chỉ có cái biết không lời mà không có hiểu tánh không là gì thì cái đó chưa phải là thể nhập không. Nhưng mà khi mình đã hiểu không là cái sự trống không của tất cả pháp thì làm sao để mình nhận ra cái sự trống không của tất cả pháp? Thì mình không nói thầm thì mình nhận ra liền cái chỗ hoàn toàn trống không của tâm. Khi tâm hoàn toàn trống không thì nhìn ra sẽ thấy hiện tượng bên ngoài hoàn toàn trống không. Thì đó là mình nhận ra được tánh không của tâm và tánh không của vạn pháp. Còn khi mình chỉ có cái biết không lời mà mình chưa học gì hết về tánh không thì lúc đó chưa phải là thể nhập không. Không biết cô nói vậy cũng biết có hiểu không? Tức là phải có cái chủ đề không. Mình phải hiểu cái chủ đề không rồi thì khi mình im bặt lời nói thầm trong tâm, mình mới nhận ra cái không của tâm là như thế nào. Và khi đó nhìn ra bên ngoài bằng cái tâm không thì mình sẽ thấy cái cảnh không. Như vậy, trong cái chỗ hiểu không là cái gì, phải có cái chủ đề không mình đã hiểu trước bằng trí năng. Đó, mình phải học, mình phải hiểu rồi trống không là sao. Thì bây giờ khi mình đạt được cái tâm trống không, mình mới biết đó là cái trạng thái không của tâm. Và trong cái không của tâm, mình nhìn ra ngoài mình mới thấy cái không của vạn pháp. Không biết cô nói vậy mà có hiểu không hả? Hay là khó quá? Buổi trưa nghe nói hồi vô buồn ngủ quá à. Như vậy quý vị thấy nè, cái cốt lõi của cái thực hành thiền là cái chỗ nào đố quý vị đó? Mình làm cái chủ đề nào mình cũng phải có cái đó. Vậy đố quý vị cái đó là cái gì? Đúng rồi, giỏi quá. Đó là cái tâm chỉ có cái biết mà thôi à, biết không lời hay là biết khách quan hay là biết trong sáng. Cái biết là trí tuệ của mình đó. Mà khi mình biết về không thì cái đó là mình thể nhập không. Khi mình biết về chân như thì là mình thể nhập chân như. Khi mình biết về quyển là mình thể nhập quyển. Giờ cô nói vậy hiểu chưa? Ví dụ nè, mình có một chén cơm,
mình có một cái chén nếp, bây giờ mình ăn. Mình cứ ăn vô, mình biết mình ăn thôi thì chưa được. Mình phải biết cái đó là cơm, cơm là sao, để mình ăn cái chén cơm mình mới biết nó là mình ăn cơm. Còn mình không biết cơm, không biết nếp thì mình ăn cái gì mình không biết. Thành ra khi mình đi vô cái biết không lời, mà nếu mình không có chủ đề thì nó không phải là cái định đó. Mình chỉ vô cái biết không lời thì coi như định đó, nhưng mà định này không có chủ đề, hiểu không? Thành ra trước khi mình nhập định, mình phải có cái chủ đề không, mình phải hiểu nó làm sao hết rồi. Nó nằm ở trong cái nhận thức có lời. Rồi bây giờ mình vô, mình tắt hết lời thì mình vô định, thì là định có cái chủ đề đó. Nó vậy đó. Giờ nhận ra được chưa quý vị? Nhận ra được không? Nó đơn giản mà nó logic lắm mà. Tại vì mình thể nhập chủ đề nào cũng bằng cái biết không lời. Làm hoài nó thành nhận thức không lời. Nó là cái kỹ thuật duy nhất á. Nhưng mà khi mình muốn có một cái định nào đặc biệt á, có tên á, thì cái định đó nó phải nằm ở trong cái ký ức của mình rồi. Nó nằm ở trong cái nhận thức của mình rồi. Thì khi mình tắt hết niệm thì mình mới vô cái định đó. Hiểu không? Hiểu không? Nó vậy đó. Như vậy là không, mình có thể có hai cách thực hành. Khi mình quan sát, quán chiếu, tìm hiểu thì mình gọi là không quán. Hễ không quán thì nó đưa đến kết quả là mình có cái không trí á. Nãy cô nói không trí á. Và khi mà mình thể nhập bằng cái nhận thức không lời thì mình gọi là không định. Và nó là một trong ba cửa giải thoát. Cái điều này mình cô đã nói rồi. Ba cửa giải thoát này là Đức Phật dạy nha. Nhớ vậy, là ba cái tầng định cao nhất đó. Như vậy, cái trạng thái trống không nó cũng đồng một nghĩa với cái chỗ vô niệm. Vô niệm là không có vọng tưởng khởi lên đó. Hay là vô tướng, không có dính mắc vào cái tướng bên ngoài của bất cứ cái gì. Hay là vô nguyện, không có khởi tâm mong cầu một cái gì hết. Hay là vô tác, là không có tác ý là một cái gì hết. Hay là vô vi tức là cũng không lệ thuộc nơi điều kiện nào hết. Đây là những cái đặc điểm nó đồng nghĩa với cái trạng thái trống không. Cho nên ở trong thiền có nhiều cái từ ngữ nó đồng nghĩa lắm để diễn tả một cái sự thật thôi. Tại vì cái sự thật đó không có tên, cho nên mình muốn đặt tên gì nó cũng đúng hết á. Nó vậy đó quý vị. Cho nên mình đừng có dính mắc vô những cái tên. Nó là chân lý quy ước thôi. Đây là những cái bài của thầy mình dạy đó. Thầy giảng về chứng nghiệm không. Thì từ đó cái tâm bi hay là tâm từ, tâm hỷ, tâm xả cũng bắt đầu nó triển khai. Nó là cái Phật tánh của mình, nó sẽ phát huy. Câu đố quý vị nha. Tại sao khi thể nhập được không định thì mình có thể phát huy tứ vô lượng tâm? Câu đố quý vị đó. Tại sao? Tứ vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả đối với tất cả mọi người bình đẳng giống nhau hết. Câu đố quý vị, tại sao thể nhập không rồi thì mới phát huy được cái tâm bình đẳng từ bi hỷ xả? Nói mau lên. Đúng rồi, không còn ý thức phân biệt. Đúng. Rồi còn gì nữa không?
ở trong cái tâm trống không rồi thì sao? Không có cái ngã thì đâu còn tham sân si, đâu còn tham ái, đâu còn ích kỷ, không phân biệt người này người khác, cho nên cái tâm bình đẳng nó khởi phát liền và nó phát huy được đó, tâm bi, muốn giúp đỡ một cách bình đẳng. Rồi cũng có tâm từ, tâm hỷ, tâm xả, bình đẳng. Là tại vì bây giờ trong cái tâm mình nó hoàn toàn trong sạch rồi, nó không có còn cái tâm nhị nguyên của ý thức. Khi mình phân biệt người giàu, người nghèo, người thiện, người ác là còn ý thức phân biệt. Thì bây giờ mình kinh nghiệm cái tâm này hoàn toàn trong sạch, bình đẳng đối với tất cả mọi người. Cho nên cái tâm từ bi hỷ xả nó tự động nó phát sinh, chứ mình không có cần phải ngồi thiền quán rải tâm từ đi khắp bốn phương tám hướng. Cái đó kêu bằng thiền quán về tứ vô lượng tâm. Còn ở đây là qua định, mình kinh nghiệm được cái tâm bình đẳng, cho nên cái tứ vô lượng tâm nó tự động nó phát sinh thôi. Cái tứ vô lượng tâm nó là một phần của Phật tánh, chứ mình không có cần phải luyện tập. Giống như nó bẩm sinh là chức năng của Phật tánh vậy đó. Bây giờ cô giới thiệu tới Ngài Long Thọ, mà thường thường người ta kêu là Bồ Tát Long Thọ, quý vị. Nagarjuna, thế kỷ thứ, cuối thế kỷ thứ 2, đầu qua thế kỷ thứ 3, sau Công Nguyên. Ngài Long Thọ đề cao cái tánh không. Và do đâu mà Ngài sáng đạo? Là qua cái lý duyên khởi mà Ngài Long Thọ sáng đạo, nhận ra được tánh không. Tức là Ngài nhận ra vì do nhân do duyên mà thành lập con người và vũ trụ, cho nên bản thể con người và vũ trụ là hoàn toàn trống không. Từ đó Ngài thành lập ra một cái pháp môn đặc biệt là không. Thì khi Ngài hướng dẫn về thực hành không định đó, thì Ngài đưa ra bốn cái điều kiện để đạt được không định. Trước nhất, không thấy có chủ đề không. Ở đây không phải là diễn tả cái tiến trình thực tập từ bước đầu, không phải. Bốn cái đặc điểm này là diễn tả cái đặc điểm của không định. Tức là trong cái bước cuối là thể nhập không thì phải đạt được bốn cái đặc điểm này. Bước đầu dĩ nhiên phải có chủ đề không, nhưng tới cuối cùng phải quên đi cái chủ đề không. Cô đố quý vị, tại sao ở trong không định không còn chủ đề không? Không có gì hết thì cũng đúng, nhưng mà còn có câu trả lời khác. Ai biết tại sao khi thể nhập không thì không còn thấy có chủ đề không? Ở đây cái chữ thấy, vậy thì ai thấy? À, là cái người đang thực hành đó. Cái người đó sẽ không thấy có chủ đề không. Tại sao vậy? Thì cũng đúng. Và câu nói rõ là thế này. Không có người đó. Cái câu của con là cái câu số 3. Chủ đề là một cái gì bên ngoài mình, phải không? Nó là cái object, mình là cái subject. Mà khi còn cái chủ và cái khách thì nó có phải thể nhập không? Chủ, khách là hai, thì làm sao mà thể nhập? Chưa thể nhập, phải không? Đó. Cho nên khi đó hai cái là một thì mới kêu thể nhập. Cho nên cô hồi nãy định nghĩa nè, thể nhập không là cái chủ đề không, nó nội tại trong cái nhận thức không lời. Cái chủ đề bên ngoài nó phải đi vào bên trong cái nhận thức không lời của mình
thì cái trạng thái đó gọi là không định. Cho nên lúc đó không có cái chủ đề nữa ở bên ngoài. Cái đặc điểm thứ nhì là không suy nghĩ về không. Tại sao vậy? Đúng rồi. Còn suy nghĩ thì có phải định không? Không, đó là cái có lời mà. Là cái vọng tâm, đâu phải định. Cho nên không có được suy nghĩ gì hết về không. Cái chỗ này nè, Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma có định nghĩa như thế này nè. Thiền là không suy nghĩ về bất cứ cái gì. Đó là thiền. Hay không? Ở trong thiền á, có nghĩa là thiền, là định đó, là tâm đó. Khi nói thiền là tâm mà cũng là định. Cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới định nghĩa vậy. Thiền là không suy nghĩ về bất cứ cái gì hết. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ừ. Các em trả lời yếu à. Không suy nghĩ về cái gì hết thì tâm mình sao? Trống không, hoàn toàn yên lặng, hoàn toàn trống rỗng, đâu có tham sân si, nó trong sạch nữa, hiểu chưa? Đó cái câu định nghĩa của tổ đó, đơn giản đó, mà nó nói lên hết cái con đường tu tập của mình rồi. Thì ở đây Ngài Long Thọ cũng nói không suy nghĩ về không. Ban đầu thì nó là chủ đề mình hiểu, mình cất giữ trong ký ức, chứ mình không suy nghĩ nữa. Rồi cái đặc điểm thứ ba nè, không thấy mình đương thực hành không. Cái đó là sao? Nếu thấy có ta đang thực hành thì sao? Đúng rồi, thì vẫn trở lại là có ta và có đối tượng. Hiểu không? Khi có đối tượng có nghĩa là có cái ta, mà khi có ta thì có cái đối tượng. Không biết các em có nhận ra chỗ này không? Hả? À. Mà làm sao để không thấy mình đang thực hành? Làm sao? Làm sao? Câu hỏi how to do đó, làm sao á? Đúng rồi, đúng rồi, giỏi. Không tác ý gì hết. Rồi cái thứ tư nè, không diễn nói về không. Khi mình đương ở trong trạng thái trống không, đó là sao? Nếu mình diễn nói ra, à, sao bây giờ thấy nhẹ nhàng quá, thấy vui quá, được không? Thì khi mình diễn nói thì là gì? Có lời. Có lời thì là sao? Còn định không? Đúng rồi, đó. Khi mình diễn nói ra là mình đã dính mắc vô cái cảm thọ rồi. Thành thử nó ra khỏi định. Đâu quý vị, bốn đặc điểm mà Ngài Long Thọ đưa ra để cho mình nhận biết khi nào mình đang ở trong không định thì cái trạng thái tâm mình nó ra sao. Bốn điều kiện đó. Thấy đơn giản không? Khi mình đầy đủ bốn điều kiện là mình đang ở trong không định đó. Bây giờ cô trình bày cái tiến trình thể nhập không theo thầy mình dạy bằng một cái sơ đồ đơn giản thôi. Thì thầy có hướng dẫn mình là cách thành lập cái bản đồ nhận thức đó quý vị. Thì khi mình muốn vào định, tất cả những cái gì mình hiểu biết về không phải cất giữ hết trong cái nhận thức. Mà khi nó có ở trong nhận thức rồi thì đó là cái nhận thức cô động hay là cái nhận thức không lời. Thì cái bản đồ nhận thức là chung cho tất cả mọi chủ đề. Ở đây cô trình bày nè. Ngày xưa cái những cái lớp mà cô học ban đầu thì thầy chia lớp ra, ai thích chủ đề không thầy cho làm chủ đề không, ai thích chủ đề chân như thì làm chủ đề chân như, không có bắt buộc. Thì khi
Thầy dạy cái bước đầu thể nhập không á, dĩ nhiên có chủ đề không, cho nên thầy cho một cái từ không là chủ đề. Còn ở bên thể nhập chân như thì thầy cho cái chủ đề là không nói. Nó hơi khác nhau, nhưng cái kỹ thuật nó giống nhau, y hệt. Thì khi thể nhập không, mình cũng bắt đầu mình nói một cái chữ không thôi. Không. Thì khi mình nói chữ không, mình đâu có vọng tưởng gì đâu. Cũng giống như cái chủ đề không nói cũng vậy, rồi có hai từ. Không nói thì cũng trong lúc đó cũng không có vọng tưởng. Đó. Rồi từng bước, cái không nó nội tại ở trong cái ký ức của mình rồi. Nó nội tại trong cái nhận thức của mình rồi. Thì bây giờ mình chỉ gợi lên cái chủ đề thôi. Bước xuống ngồi thiền cho cái chủ đề để mình biết rằng mình sẽ thể nhập không. Rồi, thì sau đó mình chìm vào trong cái nhận thức không lời. Vậy không? Nhưng mà không có gợi lên, không có gì hết. Trước khi mình ngồi xuống thì mình cho cái chủ đề. Rồi trong khi mình tắt hết niệm thì cái chủ đề nó chìm mất rồi, nó không có còn chủ đề ở trong tâm của mình nữa. Và lúc đó là cái sự trống không hoàn toàn. Cho nên thầy mới định nghĩa, bây giờ khi thực hành thì không chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó. Mình không có còn gợi lên cái ý nghĩa gì hết của không. Những cái ý nghĩa mà hồi nãy giờ cô trình bày nó thuộc về hàng lâm. Để mình hiểu, để mình có cái trí. Còn bây giờ khi thực hành, không cần tới những cái kiến thức đó nữa. Mà mình chỉ biết rằng không chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó thôi. Tức là cái sự tĩnh lặng của tâm chỉ là vậy thôi. Thì khi mình vừa tắt hết niệm thì mình đi vào liền cái chỗ thể nhập không đó. Thành ra khi thầy định nghĩa để mà thực hành đó, thì thầy định nghĩa thích hợp với sự thực hành, chứ thầy không có cần tới những cái ý nghĩa hàng lâm nữa. Cũng như chủ đề chân như cũng vậy. Nhưng mà thôi cô không nói qua bên cái đó, giờ cô nói không thôi. Thì khi mình có cái biết không lời thì mình cứ thực hành hoài, nó sẽ trở thành là nhận thức không lời thôi. Và tất cả những cái gì mình hiểu biết về không, nó nội tại, tức là nó chìm mất ở trong cái nhận thức không lời. Đó là mình thể nhập không. Nó đơn giản vậy thôi. Thì khi ở trong cái mức cuối cùng, không ta, không chủ đề, thì bây giờ nó tự động là nó ở trong gọi là phản xạ thụ động. Mình không có tác ý gì hết, cũng không có cần cố gắng. Đó là thể nhập không. Cô trình bày thiệt là đơn giản để mình nắm cái khái quát. Còn cái tiến trình thực hành thì tùy nó, mỗi người phải ra sức dụng công thôi. Khi mình hiểu cái phương thức thể nhập thì chủ đề nào nó cũng vậy thôi. Khi nó đi vào ở trong cái nhận thức không lời của mình thì lúc đó là mình thể nhập. Và đây là cái phần cuối cùng cô đúc kết lại. Chúng ta có cái câu tâm tĩnh thì quốc độ tĩnh. Cái tâm của mình nó như thế nào, mình nhìn ra thế gian bên ngoài sẽ như thế ấy. Cho nên khi cái tâm mình buồn thì mình nhìn thấy cảnh buồn. Cái tâm mình vui thì cảnh vui. Bây giờ ở trong thiền nó cũng vậy. Khi cái tâm mình trong sạch thì cảnh trong sạch. Khi cái tâm mình nó chiếu sáng, nó nhạy bén
thì mình sẽ nhìn rất rõ cảnh bên ngoài. Thì đây là cái bước cuối cùng khi mình đạt được cái định sâu nhất, nhận biết cái bản thể là trống không, thì tất cả các tánh xúc chạm, tánh nghe, tánh thấy hay là tánh nhận thức, tất cả nó đều trong sáng. Nhìn ra cảnh vật thì cảnh vật nó cũng yên lặng, cũng trong sáng, trong sạch. Cái chữ tịnh nó có hai nghĩa, một nghĩa nó là yên lặng, một nghĩa nó là trong sạch. Bốn câu kệ mà nói về đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền đó. Thì đây là cái kết quả mà mình đạt được khi mình có cái tâm trong sạch. Thì có thể lúc này là mình đã có cái như thật tri kiến, cái thấy đúng với sự thật rồi, hay là mình nhận biết cái cảnh hoàn toàn là trống không. Thì trong thiền có cái thành ngữ đối cảnh vô tâm. Mặc dầu mình vẫn sống trong đời, nhưng mà mình không có khởi ra cái vọng niệm hay vọng tâm, không có khởi ra cái xúc cảm, không có khởi ra bất kỳ một cái vọng tưởng nào khác. Thì bây giờ trước mắt của mình nó là phản ảnh cái trạng thái tâm của mình thôi. Như vậy mình hiểu sáu cái con đường luân hồi, nó cũng là sáu cái cảnh giới của tâm. Mà ngay cả cái cảnh giới cuối cùng mới là Niết Bàn cũng là cảnh giới của tâm thôi. Và ở đây, cái tâm hoàn toàn vắng lặng thì đó là cảnh giới Niết Bàn. Thì nhìn ra bên ngoài, mặc dầu là cũng núi sông hầm hố đủ hết, nhưng mà đối với cái người này vẫn là trong cảnh Niết Bàn. Cho nên ngày xưa các vị đệ tử của Phật khi mà chứng ngộ sạch hết lậu hoặc thì các ngài ở trong cảnh hữu dư Niết Bàn là như vậy đó. Tại sao vậy? Mặc dầu bây giờ là mình có trí tuệ, mình cũng nhìn thấy cái người này thiện, người kia ác, mình nhìn thấy, mình biết, nhưng mà làm sao để có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bình đẳng đó. Thí dụ mình thấy người ta nghèo khổ thì mình khởi tâm bi, mình thấy người ta giàu sang hạnh phúc mình khởi được tâm hỷ, nhưng mà cuối cùng thì là cái tâm xả, tức là tâm mình không có lay động, không phải là khi vui khi buồn theo thế gian. Đó là cái tâm xả, là tâm thanh thản. Tại sao vậy? Là tại vì lúc bây giờ mình thấy tất cả đều bình đẳng. Cái người xấu ác mình biết rồi họ sẽ thay đổi, còn cái cảnh sống giàu sang mình cũng biết rồi nó cũng sẽ thay đổi. Thì tất cả những cái gì nó ảnh hiện trong đời, thực sự nó là cái sự phóng chiếu của tâm của mỗi người mà thôi. Tại sao cuộc đời nó chỉ là như vậy thôi, nó thiên hình vạn trạng. Mà tại sao có người thì thấy đây là cái cõi an lạc, bình an, còn tại sao có người lại thấy mình là nghèo khổ, là bị nhiều tai họa nghiệp chướng? Đó là tự trong tâm mỗi người chưa có chuyển đổi cái nhận thức thôi. Thành thử mình tu, ngày xưa ông bà mình nói là tu tâm, thì quả thật là đúng. Tại vì cái tâm của mình nó phát sinh ra tất cả cái cảnh giới chung quanh mình là do nơi cái tâm của mình nhìn cái đó như thế nào. Thì cô cũng muốn nhắc nhở tất cả chúng ta như vậy, tu cái tâm, tức là chuyển hóa cái tâm mình, làm sao để mà mình nhìn thấy giống như cái nhìn của Đức Phật,
hay là cái nhìn của các bậc thánh đệ tử, mình phải thấy giống như cái thấy của bậc giác ngộ thì mình mới được giải thoát. Còn nếu mình thấy theo cái tâm đời của mình á, thì cuộc đời là biển khổ thôi. Như vậy, khi mình nhìn một người mà mình thấy người đó ác, rồi mình đứng dừng ở chỗ đó, mình không có chuyển đổi được, thì mình sẽ thấy cuộc đời này bi quan, cuộc đời này là biển khổ. Thì tu làm sao để mình chuyển đổi? Cái người đó ác, mình biết cái người đó xấu ác, nhưng mình phải hiểu tại sao mà xấu mà ác. Và mình phải hiểu, rồi cái đó nó sẽ thay đổi. Rồi mình lại chuyển được cái tâm mình, khởi lên được cái tâm bi đối với cái người đó. Nếu người ta cần mình giúp thì mình giúp. Đó là nhờ những cái cảnh xấu ác, đau khổ trong đời thì cái vị đó mới hành xử được Bồ Tát Đạo. Có khi mình biến những cái chướng ngại trong đời trở thành là cái duyên thuận tốt trên con đường tu của mình, thì bây giờ mình mới thấy con đường tu của mình nó thênh thang, nó rộng, nó thẳng tắp để đi tới giác ngộ, không có cái gì là chướng duyên cho mình nữa. Đâu quý vị, thật ra cô nhắc nhở chúng ta như vậy. Cái con đường tu nó thật sự nó rất là đơn giản. Mình chỉ chuyển hóa cái tâm của mình thôi. Mình chưa có chuyển hóa được cái tâm của người khác. Khó chuyển hóa lắm. Ai cần tới mình thì mình giúp. Còn khi người ta không cần á, mình không có thể giúp được. Ngay Đức Phật cũng vậy đó. Thành ra mình mỗi người tự lo chuyển hóa cái tâm của mình. Làm sao để cho cái tâm của mình nó mềm dẻo, nó mềm dịu, nó chịu đựng được tất cả những cái gì trong đời á. Phải kham nhẫn, nhẫn nhục với trí tuệ để mình chịu đựng được tất cả những cái gì ở trong cuộc đời xảy tới cho mình. Rồi mình phải nhìn người khác trong cái ưu điểm của người ta để mình thông cảm, mình bao dung, để cho cái tâm của mình hài hòa. Rồi những cái gì chướng ngại khởi, nó xảy ra cho mình thì mình phải chấp nhận thôi à. Cái vấn đề là mình tự chuyển đổi cái thấy của mình. Mà cái chân lý cao nhất khiến cho cuộc đời nó nhẹ hẳn, thênh thang là mình phải hiểu bản thể của cuộc đời là trống không. Là trống không. Cái nỗi đau khổ nó cũng sẽ thay đổi. Bản thể nó trống không. Vô số nhân duyên. Đó. Mà cái sự giàu sang, cái danh vọng nó cũng bản thể trống không. Cái thân của mình cũng bản thể trống không. Cho nên khi mình rủi có bệnh thì mình biết không có thể nào cưỡng chống lại được, thì mình phải chấp nhận thôi à. Mình chấp nhận cái bệnh của mình thì cái tâm của mình nó bình an. Khi cái tâm bình an thì nó tác động qua đối vô cảm. Có thể nó sẽ tự động chuyển hóa, xoay chuyển cái cơ cấu, cái cấu trúc của cái thân mình á, để nó làm cho hài hòa trở lại những cái tế bào nó sai chạy á. Đó. Thành thử ra cái tâm của mình nó có thể xoay chuyển để cho cái thân vật chất của mình nó trở lại hài hòa tốt hơn. Khi cái tâm của mình hài hòa. Hồi xưa thầy Thiền Chủ còn giảng, khi mà thể nhập tới những cái chủ đề rốt ráo này mà thể nhập sâu sắc trong những cái từng định sâu á, hồi xưa thầy còn nói chứ, có thể nó chuyển hóa được cái DNA của mình nữa. Để tạo nên cái nghiệp của mình á, cái nghiệp chướng đời này đời sau á, thầy nói có thể nó thay đổi hết cả cái cấu trúc vi tế của vật chất. Đó, hồi xưa thầy có nói tới cái điều đó đó. Thành ra xem như mình cứ vững tâm, mình đi con đường của Đức Phật, chuyển hóa chính cái tâm của mình
lúc nào cũng làm những điều tốt, điều thiện, ý nghĩ tốt, ý nghĩ thiện, thì cuộc đời của mình nó sẽ nhẹ nhàng, trong sáng. Đừng có bám víu bất kỳ một cái gì trong đời, tại vì tất cả bản thể là trống không. Đó quý vị, khi mình học về tục đế thì mình thấy cuộc đời nó nặng nề, tại vì mình thấy nó có thật. Còn khi mà mình đi vào tới chân đế rồi thì mình sẽ thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng lắm. Mình hiểu cái bản thể rồi thì mình không có bám víu ở trong cuộc đời nữa. Cô chấm dứt cái phần cô trình bày về tánh không hôm nay. Nó không phải là một cái chủ đề chính của mình, tại vì sau này là thầy chú trọng tới cái chủ đề chân như, cho nên cô chỉ giới thiệu một cách khái quát thôi cái chủ đề không, mong là chúng ta có một cái khái niệm chung về cái tánh không nó như thế nào. Có thể còn có nhiều điểm mà chúng ta chưa có rõ, thì sau khi học xong tới cái kỳ sau là chủ đề quyển, rồi cái kỳ sau nữa là chủ đề chân như, sau khi học xong ba cái chủ đề thì cô cũng sẽ có tổng kết lại, so sánh những cái chủ đề lớn với nhau, nó giống ở điểm nào, nó khác ở điểm nào. Thí dụ như cô sẽ đối chiếu tánh không với không. Không là không gian đó, không khí. Rồi cô sẽ đối chiếu chủ đề chân như với chủ đề như thật, tức là gia tha bù ta. Rồi cô sẽ đối chiếu chủ đề không với chủ đề chân như, tức là cô sẽ so sánh nhiều cái chủ đề lớn với nhau để mình thấy cái chỗ giống nhau và cái chỗ khác nhau, để mình hiểu rõ ràng hơn từng chủ đề. Thì bây giờ hôm nay cô tạm chấm dứt cái chủ đề không. Quý vị có thể tìm khảo cứu thêm trong kinh, trong sách. Có kinh đại không, có kinh tiểu không, có thể mình xem thêm trong kinh Đi Cà Gia. Bây giờ cô tạm chấm dứt cái buổi cô trình bày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.